thiết nhập đại hòa thiết là giả thiết giả sử vì cầu pháp câu này rất quan trọng là vì cầu pháp không phải vì việc gì khác thân nhập đại hòa cũng không nên nghi ngờ hối hận đây là ví dụ pháp nạn ngạn ngữ thường nói việc tốt thường hay gặp trắc trở trắc trở nghĩa là khiến cho khổ sở học phật đặc biệt là học tịnh độ Học tỉnh độ Còn quyết định phải giảng sanh Hơn cận Phật A-di-đà Đây là việc tốt bậc nhất Trong thế xuất thế gian Không có gì tốt hơn điều này Quý vị làm việc tốt này Không ai gây phiền phức ư Không thể Thế gian là một chút việc tốt Đều có đố kỵ chứa ngại Vậy điều tốt đẹp lớn lao này <laughs> Ai gây phiền phức cho quý vị Thiên ma ngoại đạo Vì họ biết Họ muốn cầu cũng không cầu được Bây giờ thấy ta đi con đường này Họ luôn nghĩ cách để cản trở Phá hoại chúng ta Lý này sự này Chúng ta lãnh hội không khó Cái gọi là Người đồng với tâm này Tâm đồng với lý này Lý này là gì? Chính là đố kỵ chướng ngại Bản thân họ không làm Cũng không hy vọng quý vị làm Quý vị làm chơi thì không sao họ Ở bên cạnh cười nhạo quý vị coi như làm thật Họ nhất định định gây phiền phức Yên nhập đại quả Đây là một thiên tài lớn nhất Quả này không phải là quả bình thường Là kiếp quả Kiếp quả này là gì? Trong vũ trụ Tinh hệ này Bị đốt cháy trong đại thừa nói thế giới có thành trụ hoại không sao cùng của hoại kiếp vì sao biến thành không toàn bộ thế giới toàn bộ tinh hệ đều bị quỷ diệt chúng ta biết mặt trời là quả cầu giới khoa học nói rằng tất cả hành tinh giữa vũ trụ toàn là quả cầu tinh cầu không có quả đa phần là hành tinh chạy quanh đại hành tinh này mặt trời có tám đại hành tinh Xoay quanh mặt trời Tiểu hành tinh không điểm xí Vì nó quá nhiều Hành tinh nhỏ nhất Đường kính của nó Chỉ có mấy cây số Ba bốn cây số Năm sáu cây số Quả thật giống như một đảo nhỏ vậy nó ở trong hư không Nó cũng là một hành tinh Nó cũng có tự xoay Cũng có xoay quanh Nhưng Đến khi một tín hệ quỷ diệt Liền thấy được lửa lớn Trong kinh nói là kiếp quả Trong kinh nói quả này Đố phạm vi bao nhiêu Quả tai này đốt đến Trời sơ thiền Hay nói cách khác Toàn bộ lục đạo không còn Quỷ diệt hết Quỷ tai Có thể ngập đến trời nhị thiền Đây gọi là đại tam tai Phong tai có thể phá hoại trời tam thiền Tứ thiền thì không sao Tứ thiền gọi là phước thiên Phước bao lớn Vì sao nó có phước bao lớn Vì nó không có tam tai nạn này Phải tu phước bao lớn Chừng nào mới có thể xoay đến trời tứ thiền Tu phước bao lớn Còn phải tu thiền định Tâm địa thật sự thanh tịnh bình đẳng nhưng ở đây cho ta biết một tin tức điều này chúng ta cần phải lãnh hội tường tận chúng ta nghĩ vì sao tứ thiền không gặp tam tai vì sao có phước báo lớn như vậy ngoài tu phước ra tâm còn phải định không bị cảnh giới bên ngoài làm dao động Không bị cảnh giới bên ngoài làm mê hoặc Nguyên lý chính là đây Nếu chúng ta hiểu được chuyên năng học tập những điều này Vậy thì những thiên tai trên địa cầu này Chắc chắn Có thể tránh được không phải cố ý tránh tự nhiên không còn nơi chúng ta ở bốn kia có thiên tai ở chỗ chúng ta không có ở úc châu tôi nghe nói có điều này xảy ra là đạo tràng nhỏ của một vị tỳ kheo ni trong đó có một hai người ở nơi này ngày nào cũng niệm phật lấy phật nơi cô ở là thôn quê ở trong khu rừng gặp phải nạn cháy rừng tất cả nhà cửa trong rừng đều cháy hết chỉ đạo tràng nhỏ này của cô không bị cháy Kỳ lạ, xung quanh đều là lửa Chỉ có đảo tràng này không cháy Truyền thông đến phỏng vấn cô ấy Cô ấy đến đồ văn ba thăm tôi Và nói cho tôi nghe vấn đề này Nhìn không ra cô ta có công phu tu hành gì tuyệt diệu không nhận ra Vì sao lại có kỳ tích này Chúng ta tin sự thị hiện của Phật Bồ Tát Thần Hộ Pháp chỉ cần ta có một chút công phu nhỏ Liền có thể được cảm ứng Cảm ứng này ý nghĩa lớn nhất Không phải quý vị Là khiến đại chúng xã hội Từ chỗ này nhận ra được khai thị Công đức này rất lớn Chúng ta tin rằng công đức này là Phật Bồ Tát Là thần hộ Pháp làm ra Đồng thời cũng động viên Hai vị tỳ kheo ni này Phải tìm tận nỗ lực Niệm Phật tu hành Ta đạt được cảm ứng nhỏ Tương lai còn có lớn Thiên tai lớn cũng không cần phải sợ Thật tâm niệm Phật Cầu sanh tịnh độ Đại thiên tai đến Chúng sanh không có phước báo này Phật Ái-di-đà liền tiếp dẫn quý vị đến thế giới cực lạc, Chúng sanh còn phước báo Ngài sẽ để quý vị lại thế gian khiến quý vị tiếp tục làm gương cho mọi người nói theo Hiện nay thuyết pháp nói cho người ta nghe Người ta không tin Nhưng thấy kỳ tích này họ không thể không cảm động nếu kỳ tích này thường xuất hiện khắp nơi có thiên tai khắp nơi đều phát sinh điều này họ sẽ cố gắng tư duy cần phải hành thiện phải tích đức